Đây, E1 ha, 320. Tiếp theo E2. E2 thì cái vỏ này nó còn khá là mới này nè, nó của hãng KVK. Thì hãng KVK này là cũng hàng nội địa Nhật nha. Đó, nó làm theo tiêu chuẩn là GES, là tiêu chuẩn công nghệ của Nhật. GQA là có công nghệ kiểm tra kiểm định đàng hoàng ha. À, những cái này thì con này thì nó còn khá là mới nha mọi người. Đó, hình thức như vậy. Chung là nó còn rất là đẹp. Có vài chỗ thì nó cắn nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì nha anh em. Đó, cắn rất là nhẹ thôi. Những cái này thì phù hợp anh em mình có thể mình bác trong nhà tắm, nhà vệ sinh cũng được. Cái này thuận tiện, cái này vòi dài và nó xoay được ha. Đây, nó có thể xoay được này. Khi mà anh em mình trong cái thao tác, trong cái không gian của mình nó hẹp thì mình sau khi mình sử dụng xong thì mình có thể mình quay ngang như thế này để đường đi đồ nó rộng rãi ha. Hả? Đây, thì cái vò này anh em mình có thể mình sử dụng trong gia đình khá là ok. Đó, về hình thức nước xi được còn khá là đẹp. Đây, còn khá là tráng ha. Của thương hiệu hãng KVK và cũng là màn đồng nha anh em, là màn đồng thao và mạ lớp chrome niken anh em mình thấy nó màu sáng như thế này ha. Rồi, con này thì tính từ tâm tường ha, ra tới đến đầu vò. Thì từ tâm tường ra đến đầu vò của mình thì nó dài được là 25 cm ha. Dài 25 cm và rang của mình là sử dụng là rang 21, rang thông dụng ha. Rang 21, rang thông dụng. Rồi, con này mã số của mình là E2 giúp em ha. Rồi, E2 thì con này giá 380 nha anh em. Đó. Rồi, E2 thì con vò này giá 380.000 ha, mã số là E2. Theo E3. E3 thì em có một cái bộ khóa này anh em, đó, còn có một bộ ha. Thì hôm nay em thanh lý luôn, giá 280 cho 8 chiếc ha. Thì cái bộ này là nó chưa có, gần như là nó còn mới nha anh em. Và nó đến từ thương hiệu là hãng SK11 này. Đây. Thương hiệu của mình anh em, SK11 anh em, cái hãng này cũng khá là nổi tiếng nha. Thì mặt trước thôi, còn mặt sau thì nó trắng non rồi ha. Đó, của thương hiệu hãng SK11. SSPW này ha. Thì cái bộ này nó sẽ có tổng cộng có 8 cây nha anh em, 2 4 6 8 này. 8 cây này á thì cái độ dài khi mà mình kẹp này, những cái này là quá mỏng thôi, anh em mình có thể mình mở trong ha. Cái độ dài của cái con này nó chỉ có 3 ly thôi nha anh em, độ dài 3 ly thôi, giống như một bộ khóa mỏng vậy ha. Và nó có 8 con. 8 con này thì nó tương ứng với là 16 số ha, 16 đầu số khác nhau để anh em mình xài. Rồi đầu tiên con nhỏ nhất của mình là 5.5 này, 7 này ha. Con nhỏ nhất là 5.5 và 7. Tiếp theo là 8.9 này, 10, 12, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 và lớn nhất của mình là 24, 27. Đó, anh em mình nghe kịp phân số không? 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 và lớn nhất của mình là 27. 16 số nha anh em, 16 số. Đó, 8 con ha, 8 đầu. Rồi bộ này mã số của mình là E3 giúp em nha. Đây, E3 em để giá 280 ha, 280.000. Đây, mã số của mình là E3. Đây, E3 280.000. Tiếp theo E4. E4 thì em còn chắc tầm khoảng mười mấy giây á. Thì cái dây này là một cái dây truyền động nha anh em, dùng cho anh em mình có thể mình bác trong những cái góc hẹp hoặc là trong góc sâu cũng được luôn. Đó. Thì trong góc sâu á thì nó sẽ sâu được là tầm khoảng là 50-60 nha. Tại vì tổng chiều dài của cái sợi dây này nè thì anh em mình đo được là 60 cm nha anh em. Đó, 60 cm tay ha. Ba găng tay của em á ha. Ba găng tay. Đó, và tình trạng đầu của mình là nó còn khá là mới ha. Đó, nó là hàng 7 khá là mới nhưng mà nó không có chữ. Thì con này á, bên trong bên này anh em thấy là những cái vòng xoắn xoắn đó. Thì nó làm bằng thép ha, sợi thép nên là mình bẻ cong đồ nó sáng là mình bẻ cong đồ ok này. Và bên ngoài của mình màu đen của mình là nó bọc một cái lớp cao su để anh em mình cầm nó không có bị tưa cái tay ha khi mà mình thao tác ha. Nếu thí dụ mình dùng cái máy miếng vít thì mình phải giữ cái đầu này hay. Đó thì mình đây, nó truyền động nha anh em, đó. Truyền động này anh em thấy không? Xoay này. Đây. À, anh em thấy không? Mình xoay cái chu này thì bên này kia nó cũng xoay này, một cái dây truyền động dài. Thì anh em mình có thể mình bác trong những cái góc hẹp hoặc là mình bác trong những cái góc sâu cũng được, những ốc sâu ha. Thì cái này là anh em mình dùng cho chui 6.35 ha, mình có thể mình dùng cái đầu bánh vít hay là những cái đầu khẩu chân chui 6.35 như thế này ha. Đây, cái này cũng như là một cái đầu đực một đầu cái này, em sẽ ghi cho mọi người xem. Đó. Một đầu đực một đầu cái ha. Đó. Thì hình thức nó sẽ như thế. Thì cái này là nó chuyên dùng cho cái máy bán nữa anh em, 14 18V rồi đó ha. Đó. Rồi thì loại này thì em còn cũng khá là nhiều, anh em mình cứ
chốt khi nào mà hết hàng thì báo hết hàng thôi ha. Mã số cho loại này của mình là E4 giúp em nha. E4 cái sợi dây truyền động này giá 140.000. Đó, hôm nay em giảm giá 10.000 nên em chung là lấy hên cho em thôi chứ còn cũng không có hoạt động ha. 140.000 ha. E4 140.000. Tiếp theo mã số E5. E5 thì em có mấy cây thước lá này. Đầu tiên của mình là một cặp này ha. Cặp này thì nó đến từ thương hiệu là Imurai và thương hiệu Sunlight. Đây, một cây thước lá ba tấc.